Chào các bạn. Hôm nay Phong rất là vui vì Phong mới nhận được một kiện hàng từ Ukraine. Sau đây Phong sẽ review cho các bạn những kit mà hôm nay Phong mới nhận được ha. Đầu tiên Phong sẽ review về kit siêu grab. Đây là một khoản tranh gần đây mà Phong cực kỳ thích. Nhưng mà biết nói sao ta, giá nó hơi hơi chua một chút, nhưng mà thật sự là rất là xứng đáng. Phong đã từng mua một kit rồi, kit chim phong cảnh mùa hè, cảnh mùa hè, cảnh sen mùa hè. Thì để hôm nào mà Phong có gì Phong sẽ review lại nó cho các bạn xem, bởi vì Phong cũng đã tanh bành nó ra và có thêm một ít rồi. Đây là kit siêu thứ hai mà Phong đã đưa nó về nhà Phong trước khi nó khởi hành lên đường về với nhà mới. Đây là kit Peony, là mẫu đơn rất là đẹp. Với kit này chúng ta sẽ chỉ thêu hai đóa hoa chính, những cái lá đậm, nụ hoa và con bướm, không thêu những cái cảnh mờ mờ như là hai cành hoa này và những cái lá mờ xung quanh thì không có thêu. Phần chữ tàu thì cũng không có thêu luôn. Đây là kit hàng xuất Ukraine nên Phong đã mua nó từ Ukraine gửi về chứ không phải là mua từ Trung Quốc nha các bạn. Kích thước của nó là 36 x 44 cm, có 45 màu và được thêu trên vải 14 CT. Đây là vẻ ngoài của nó. Rất là đẹp. Rất là đẹp về chi tiết ha. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những mẫu của siêu grab, các bạn có thể lên trang web này nè, siêugrab.com. Phong đã mua nó từ Ukraine trở về sau một chặng đường xa như vậy, thật là shipper phải nói là gói hàng cực kỳ ẩu tả luôn á, không có bao bì hộp giấy gì ngoài đâu, chỉ có những cái tranh chồng lên nhau rồi gói một cái lớp bọc hũ ở ngoài rồi gửi sang thôi, chứ không có hộp giấy hộp viết gì hết trơn á. Nhưng mà gửi về đây nó vẫn rất là nguyên vẹn, không có xay xỉn xúc cái gì luôn. Công nhận là nó khác hẳn bưu điện Việt Nam, gặp bưu điện Việt Nam chắc nó mấy ngày luôn á, rất là nguyên vẹn và hầu như chỉ có một vài vết xước nhỏ kiểu như là hàng chung ngoài shop thôi, chứ ngoài ra là không có những dấu vết mà bể hay giặt hay gì hết trơn á, rất là đẹp. Bây giờ Phong sẽ khui nó cho các bạn cùng khám phá ha. Dạo gần đây Phong mỗi lần mà Phong mua tranh á thì Phong sẽ hay làm clip để review cho các bạn xem, bởi vì có rất nhiều bạn bè trên Facebook của Phong dạo này quan tâm đến tranh không in và muốn Phong review về những tranh mà Phong mua để các bạn tham khảo. Em Phong sẽ chăm chỉ làm clip, mong các bạn theo dõi kênh YouTube của Phong thường xuyên. Bây giờ Phong sẽ tháo toàn bộ kit ra để cho mọi người cùng xem bên trong là cái gì ha. Chứ thông thường thì không cần tháo cái bìa cứng này đâu. Đây, hộp kín bên ngoài, cực kỳ cứng và chắc luôn á. Bên trong đây là tờ giấy giới thiệu, bởi vì đây là hàng xuất Ukraine nên tờ giấy này nó toàn là chữ Ukraine không à, chứ không phải là tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc. Dẫn để theo dấu chỉ nè bạn, cách người ta chỉ mình dấu chỉ nè, rồi cách mình xem trát nè, em sẽ dẹp tờ giấy này một bên cho các bạn xem bên trong. Em sẽ tháo cái này ra. Đây là cái bìa ở ngoài, hình in trên bìa là hình mẫu thêu, hình kiểu như là người ta thêu thành phẩm rồi người ta chụp lại, nên là khi thêu xong thì chắc chắn hình ảnh ra sẽ giống như thế này, rất là đẹp. Phải nói là hai đóa hoa này rất là đẹp, nhìn
kêu sa rực rỡ, nó giống như là cái hoa mẫu đơn mà sát cánh bên nhau vậy, một cành đỏ và một cành trắng. Không biết các bạn có biết loài hoa đó không, hoặc là mẫu đơn gọi là sát cánh bên nhau. Rồi vào bên trong nó, đây là tờ hướng dẫn các bạn, tờ này bằng tiếng Anh ha, có ghi cách hướng dẫn các mũi thêu nè, cách đi viền, cách dấu chỉ, cách thêu nút pháp, đây viền đây, nút pháp đây, thêu nửa mũi đây, thêu nguyên mũi đây, còn đây là kim, kim nè, nó có cho mình hai cái kim, lỗ kim rất là to. Nó thấy rõ được không vậy? Lỗ kim rất là to. Rồi đây là chét của nó. Nó có in ở đây là ABC. Sao mà nó mờ quá. Các bạn có thấy nó in ABCD nè. Mỗi một tờ vậy là một phần các bạn. Đây là phần nội hoa. Ở đây nó in ký hiệu màu chứ không phải là in chát màu giống như là những cái tranh in sẵn mà in màu mè tùm lum ha. Nó chỉ in như thế này rất là dễ thêu, rất là dễ phân biệt mũi, chứ không có in những cái màu ná ná. Lỡ đây mà đỏ, đây đỏ thẫm hơn chút, đây đỏ thẫm hơn chút nữa là nhìn xém đuôi đó. In như vậy thật sự là rất là tiện để cho chúng ta nhìn chát. Đây đi viền rất là nhiều, trên này đi viền rất là nhiều, có 4 tờ A B C D, đây là tờ B nè, chét B rồi chét C, chét A, chét D, rồi vừa qua phần chét ha. Kế tiếp là phần chỉ. Wow, chỉ nó không có gập đôi lại, cũng không có dấn bính hay nắp bính gì hết. Đây là chỉ của nó, có 3 vị chỉ 45 màu. Để không giải thích một chút cho các bạn nào mà nhìn những vị chỉ mà không hiểu ha. Đấy, những bạn nào mà thêu đêm thường xuyên thì không nói, còn đấy những bạn mà chưa thêu những cái tranh mà có vị chỉ thế này thì mình sẽ nói rõ một chút. Các bạn có thấy không? Cái này nè, nó để như thế này. À quên, nãy lúc nãy Phong quên giới thiệu với các bạn một điều nữa là cái tranh Sealcraft này á, nó không có sử dụng chỉ DMC hay là chỉ anh cho gì hết. Nó sử dụng một bộ chỉ riêng tự nhuộm và có những ký hiệu chỉ riêng như thế này. Bạn thấy không? Nó không có phải là mã chỉ DMC đâu, giò nát DMC cũng không ra đâu, chỉ có nút tự so tự màu thôi. Đây bản ký hiệu như thế này ha, mã chỉ của nó là 6 số. Đây rồi bắt đầu vô đây, không mấy nói kỹ bằng này được, các bạn có thấy không? Chúng ta sẽ đọc cái bản chỉ này như thế nào khi mà nó có những cái sơ đồ rồi ký hiệu tùm lum hết. Các bạn khi theo các bạn sẽ cảm thấy cái vị trí này rất là tiện dụng luôn, bởi vì như thế này các bạn thấy không, màu 228 mình chỉ đọc số đuôi thôi ha, màu 228 này có một sợi đây, màu 624 này có 8 sợi, các bạn có thể thấy chỉ rất là bóng mượt đẹp, rất là bóng đẹp, bóng mượt cực kỳ đẹp luôn. Này mình không có rút ra được như các bạn, mình rút ra là mất công, nó rối nguyên cái phần đuôi nên là Phong không có rút ra. Phong chỉ cho các bạn xem được như thế này thôi. Khi nào mà mình thêu mình có thể rút được từ ra thì nó sẽ không rối ha. Đây để mình Phong chỉ các bạn xem tiếp. Đây những màu như 718 này nó bao nhiêu sợi, nó sẽ có ghi sẵn ở trên đây luôn. Nếu mà quá nhiều sợi á thì nó sẽ có một búi chỉ riêng ra, chứ nó không có để trong đây nhiều quá được. Đây các bạn có thể thấy ở đây nó có rất nhiều ký hiệu, các bạn sẽ đọc như thế nào, con sẽ chỉ cho các bạn đọc ha. Đây con sẽ lựa chỗ này đi, đây
chữ X ở bên tay trái có nghĩa là mũi này theo full. Full, X này là full. Cái mũi như thế này, cái ký hiệu ngoằn ngoèo như thế này, như vật khác như thế này, có nghĩa là ký hiệu này sẽ là theo viền. X này là theo full. Vĩ này chỉ có theo full thôi các bạn. Và theo viền. Trong đây có sẵn luôn cách phối chỉ nha các bạn. Ở đây nó ghi như thế này. Có dấu cầu nối từ đây qua bên đây. Có nghĩa là màu này một sợi, phối với màu này một sợi. Các bạn thấy rõ không nè, nó có ghi nè. Một nè, là số bên cái số bên tay phải mình là số sợi các bạn. Đây một có nghĩa là một sợi. Bên đây một có nghĩa là một sợi, hai màu phối lại. Nó sẽ là đặt ký hiệu này. Đây dấu mũi tên màu xanh này. Một sợi đi ngang qua đây phối với mũi